Cách lựa chọn một căn hộ chung cư hay là một căn nhà có được cái bố trí khoa học và hợp lý khi mà mua để ở hay là đầu tư ở các cái dự án anh chị nhá. Chào mừng anh chị đã quay trở lại với Nhà Tốt. Thưa anh chị, trong những cái chuỗi video này Hòa đã từng chia sẻ với anh chị những cái về nội khí, về khí là như thế nào, một ngôi nhà là như thế nào rồi, đúng không anh chị? Những anh chị nào mà chưa xem thì anh chị có thể tìm lại hai cái video đó để chị có thể là bổ sung cho mình thêm những cái gọi là những kiến thức về đông phương học của các cụ ta từ ngày xưa mà Hòa cũng đã có thời gian nghiên cứu để mà có thể chia sẻ lại với tất cả anh chị, để chúng ta hiểu nhất về cái quan điểm của chúng ta về yếu tố phong thủy, đúng không anh chị? Rất là nhiều người hiểu sai yếu tố về phong thủy là chúng ta cứ đúng phong thủy là giàu, chưa chắc anh chị. Có thể đúng phong thủy thì có chút tiền anh chị, nhưng mà có thể không đúng phong thủy mà lại rất là giàu. Nó không liên quan anh chị, nó không liên quan đến đó, thì nó không liên quan quá nhiều anh chị, mà nó cái phong thủy đúng ấy nó giúp cho cuộc đời sống của chúng ta an nhiên hơn, cái cuộc sống của chúng ta được cân bằng hơn. Thế giới luôn luôn đi về trạng thái cân bằng anh chị, luôn luôn tìm kiếm đến cái trạng thái an bằng và cân bằng, thì phong thủy giúp cho chúng ta có trạng thái cân bằng nhất trong cái cuộc sống của chúng ta, thì chúng ta phải đạt đến cái điều đó là cái ước muốn mong muốn. Có nhiều người cứ muốn rằng là chúng ta có rất là giàu nhưng mà chúng ta các yếu tố khác, gia đình con cái không đạt, đúng anh chị, các cái yếu tố về hậu sau, cái yếu tố về con cháu của chúng ta trong tương lai nó không như chúng ý chúng ta muốn, hay là có những người rất là giàu thì gia đình đổ vỡ thế này thế kia, đúng anh chị, thì cái yếu tố phong thủy nó giúp cho chúng ta có được một cái đời sống trạng thái cân bằng đấy, thì là yếu tố mà Hòa muốn chia sẻ với anh chị đó. Thì chứ không phải là cứ nhà tốt, nhà đúng phong thủy là giàu, bởi vì anh chị ạ, cái tỷ lệ cái người mà dùng đúng cái căn nhà đúng cái phong thủy nó thấp lắm anh chị. Và cái người, bởi vì sao, cái yếu tố phong thủy để mà đúng được phong thủy, cái người gia chủ trong căn nhà đó họ cũng phải có những cái kỹ năng của phong thủy để sử dụng đúng cái căn nhà đó anh chị, thì nó mới đúng đạt được. Thì thôi không lan man cái chủ đề đó nữa, chúng ta sẽ cùng chia sẻ thêm những cái chủ đề tiếp sau nữa trong cái phần này. Tuy nhiên là trong phần này thì Hòa sẽ chia sẻ với anh chị là cái cách thức mà chúng ta lựa chọn một căn chung cư cho cái bố trí của căn nhà của chúng ta hợp lý nhất, đúng không anh chị? Thì một căn chung cư thì Hòa cứ vẽ đơn giản, nó giống như là hình chữ nhật này, đúng không anh chị? Thì ở đây chúng ta sẽ nói về cái sự bố trí trong căn phòng của chúng ta, trong căn nhà chung cư của chúng ta, nó được hài hòa, được hợp lý, đúng không anh chị? Thì đầu tiên khi mà nói đến các cái yếu tố về lựa chọn căn hộ chung cư hay căn nhà thì chúng ta phải nói đến những cái bố trí trong căn phòng. Bố trí của nó thì nó có những cái phần cần phải lưu ý như sau. Thứ nhất, đó chính là khu vực đầu tiên, đó chính là khu vực bếp. Này. Bếp này. Thứ hai, nhà vệ sinh. Ok, nhà vệ sinh anh chị. Thứ ba, chúng ta có giường ngủ. Giường, đúng không anh chị? Thứ tư, chúng ta có phòng thờ. Đó. Thì khi mà lựa chọn một căn hộ chung cư thì chúng ta thường sẽ có những cái vị trí và cái bố trí của những cái công năng quan trọng như thế này, đó anh chị. Thì các cái yếu tố này nó ảnh hưởng đến nhau. Đó, thì chúng ta sẽ cùng lựa chọn một căn hộ chung cư để sao cho cái bố trí nó hợp lý nhất. Hòa giả sử đây là cửa chính đi vào căn nhà, đúng anh chị? Thì khi mà cửa chính là đây thì theo cái quan niệm phương đông của chúng ta sẽ lấy cái phần đây gọi là phần chia thành 9 ô, đúng anh chị? Chia thành 9 ô. Thường chúng ta sẽ chia thành 9 ô. Đó. 9 ô như này thì cái phần giữa này gọi là trung cung. Đó, phần này gọi là trung cung, ví dụ như thế. Thì cái việc bố trí căn hộ chung cư của chúng ta nó phải hài hòa và hợp lý. Cái ưu tiên của nó là hài hòa và hợp lý anh chị nha. Khi mà bước vào thì đầu tiên chúng ta phải nói đến bếp, đúng không anh chị? Thì cái lưu ý của chúng ta khi mà chúng ta lựa chọn một căn hộ chung cư đó chính là cái phần bếp. Thì bếp thì chúng ta sẽ có những yếu tố gì? Bếp thì chúng ta sẽ có cái vị trí của bếp. Đó.
vị trí của bếp thì thường chúng ta sẽ tránh cái hướng tây bắc anh chị. Cái này thì nó cũng hơi xa đấy anh chị, tức là nó cũng hơi sâu, nhưng mà cái vị trí của bếp ở trong cái cung này của chúng ta đông tây nam bắc, đông tây nam bắc đó. Thì là chúng ta tránh để cái bếp ở khu vực này đó, tránh để cái khu vực bếp là ở đây, ví dụ đông tây nam bắc. Từ cái giao điểm này và vẽ cho dễ nhá, thì có phải là đây là tây bắc không? Giữa cái này thì đây là tây bắc, thì chúng ta tránh để bếp ở khu vực này, bếp giả sử thế đó. Thì đối với các cái chủ đầu tư lớn ấy, những người mà có kinh nghiệm ấy, thì họ cũng thường họ sẽ không bố trí cái bếp ở khu vực này anh chị. Cái thứ hai ấy, tại sao lại tránh ở khu vực này, bởi vì tây bắc là đại diện cho người cha trong gia đình anh chị. Xin lỗi anh chị là vẽ như này thì nó chưa đúng nữa. Sau khi mà chúng ta chia đôi ra như này thì chúng ta phải chia đôi cái phần này ra, thì tây bắc nó không được đôi đây, thì phần này phần gọi là tâm tây bắc, vẽ như kia thì nó lại thành chính bắc mất rồi. Đó. Thì cái phần đại loại chúng ta sẽ tránh cái hướng tây bắc. Đó, bếp chúng ta không nên ở vị trí tây bắc. Tây bắc đại diện cho người cha. Và như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái sức khỏe, cái con đường phát triển mọi thứ của người cha. Đây là một cái lưu ý trong cái việc về cái vị trí bếp. Cái tiếp theo ấy là bếp thì sẽ có vị trí dựa lưng, đúng không ạ? Dựa lưng bếp vào. Thì ví dụ giả sử như mà để bếp ở đây đi, bếp nấu đó, thì chúng ta có cái vị trí dựa lưng ở đây, thì chúng ta sẽ tránh lựa chọn cái bếp dựa vào nhà vệ sinh anh chị này, tránh dựa vào nhà vệ sinh, tránh dựa vào gì ạ? Bởi vì nhà vệ sinh, nhà tắm, đúng không ạ, là dựa vào nơi không tốt. Chúng ta tránh dựa vào phòng ngủ, phòng thờ anh chị nhá. Đấy là phía sau. Khi mà lựa chọn bố trí một căn hộ chung cư, anh chị phải lựa chọn như thế để tránh. Với những chủ đầu tư có giàu kinh nghiệm và có cái sự kết hợp về phong thủy, họ sẽ tránh cái điều này anh chị nhá. Họ sẽ tránh. Nên đôi khi chúng ta lựa chọn căn hộ chung cư ấy, ở những cái chủ đầu tư mà họ hiểu biết về cái lĩnh vực phong thủy và bố trí, các chủ đầu tư hàng đầu bây giờ họ đều áp dụng hết và họ đều tránh như thế hết anh chị nhá. Nên là hầu hết những căn hộ nó cũng ít bị, nhưng mà sẽ có nhiều căn hộ nó trong một số các căn hộ Hòa Sen ấy, thì bởi vì nó xây sát nhau nên là nó vẫn có tình trạng đó, thì chúng ta có thể lựa chọn cho nó phù hợp đó. Tiếp theo này, phía trước bếp đó, vừa rồi chúng ta nói phía sau. Phía sau một yếu tố nữa là phải dựa vào nơi chắc chắn, vững chãi nhá, chắc chắn nhá. Đây phải dựa vào nơi tường chắc chắn, vững chãi. Đấy là năm cái yếu tố để mà cái hướng đằng sau bếp của chúng ta lưu ý. Còn hướng trước bếp thì chúng ta cũng tránh đi vào nhà vệ sinh, rồi là thủy đi vào nhà tắm, đúng anh chị? Nhìn vào khu vực có cái bếp, tức là bếp đối bếp, có nhiều nhà là cái gian bếp của chúng ta làm hai cái bếp đấy. Đó, thì bếp đối bếp nó sẽ không tốt, tức là hỏa cộng hỏa không tốt. Còn hỏa gặp thủy thì chị biết rồi là chúng ta phải tránh, đúng là bếp cũng không nhìn vào phòng ngủ, không dựa lưng cũng không nhìn vào phòng ngủ đó. Các yếu tố này anh chị nên lưu ý, đúng không ạ? Đó, phòng thờ thì chúng ta không để cho cái cửa bếp với cái cửa nhà vệ sinh là nó đối nhau như vậy anh chị nhá. Thì đấy là một trong những cái lưu ý để mà anh chị có thể là lựa chọn về cái bếp mình xem đó. Tiếp theo là phía trước bếp là mình xong rồi, là phía sau bếp hai bên là gì, là mình phải bồn rửa. Thường người ta để bồn rửa thì khoảng cách giữa bếp và bồn rửa ít nhất là phải 70 cm đến 1 m thì nó sẽ không ảnh hưởng. Đấy, chúng ta có cái bồn rửa đây, hai bên cũng như vậy đó, thì là chúng ta tránh những cái liên quan đến nước. Đấy là về cơ bản về cái bếp, vị trí bếp, về cái hướng bếp, mọi thứ, đúng anh chị, là cái bếp là chúng ta xong rồi, đúng không nào?
Đó, thì về cơ bản chúng ta lựa chọn nó sẽ có mấy cái như thế. Cái yếu tố tiếp theo này, đó chính là nhà vệ sinh. Thì nhà vệ sinh, anh chị, nhà vệ sinh đại diện là thủy rồi đúng không anh chị? Thì tất nhiên nhà vệ sinh cái vị trí của nó là nơi gọi là uế khí. Trong căn nhà thì cái nhà vệ sinh nó gọi là uế khí anh chị. Thì chúng ta tránh hai điểm. Thứ nhất là nhà vệ sinh ở ngay cửa chính. Nhưng ở những căn chung cư cái điều này khó tránh anh chị. Còn ở nhà đất thì chúng ta dễ tránh hơn. Chúng ta không bố trí cái nhà vệ sinh ở ngay ngoài cửa chính là một lưu ý. Nếu mà có cái điều này thì cái cửa chính phải luôn đóng và có máy hút bụi. Hút bụi và cửa chính, cái cửa nhà vệ sinh phải luôn đóng. Đây là một cái lưu ý anh chị nhá. Tại sao là như vậy? Bởi vì cái vận hành, cái di chuyển, cái sự di chuyển của khí ấy, là nó đi từ bên ngoài và đi vào tâm nhà. Đó, anh chị đã biết cái điều gì và tiếp tục nói phía sau rồi đúng không nào? Thì khi một con người chúng ta đi vào trong đây, nó lạc khí cho căn nhà này chúng ta, và chúng ta đi qua nhà vệ sinh, thì đi qua nhà vệ sinh gọi là nơi uế khí, thì đi sẽ là mang đi tất cả cái khí này đi vào trong nhà của chúng ta anh chị. À, một thêm cái một cái lưu ý nữa, nếu mà được thì anh chị có thể là cái vị trí của bếp cũng là chúng ta chọn nó, cái vị trí nó làm sao nó thoáng để nó đưa được cái mùi thức ăn đi ra bên ngoài phòng anh chị nhé. Thêm cái yếu tố, một cái lý do yếu tố nữa về bếp là lựa chọn cái vị trí bếp mà nó đi ra ngoài dễ dàng hút mùi không khí và đẩy cái mùi thức ăn đi ra bên ngoài một cách dễ dàng, thì nó tốt cho sức khỏe của chúng ta. Đấy, thì quay trở lại cái phần đó. Thế thì cái nhà vệ sinh chúng ta sẽ tránh nó đúng không ạ? Nếu mà không tránh được thì chúng ta phải lưu ý phải đóng cái này lại đó, để mà cái luồng nhiễm khí khi mà đi vào trong này thì nó được hài hòa anh chị nhá, và nó không bị ảnh hưởng đến cái sức khỏe của chúng ta. Tiếp theo, cái vị trí của nhà vệ sinh cũng không được đặt ở khu chung cư này, bởi vì cái luồng khí của chúng ta nó sẽ, nguyên lý của nó là đi vào tâm, sau đó nó sẽ đi tỏa ra các phòng, trong căn phòng. Nên là nếu mà nhà vệ sinh ở chung cung, ở cái vị trí tâm của nhà này cũng không tốt anh chị nhá, cũng không tốt. Nó cũng tương tự như cái giải thích của Hòa là vị trí nhà vệ sinh ở cửa chính. Đó, đây là hai yếu tố chúng ta lưu ý khi mà chúng ta lựa chọn một căn hộ cũng như là một căn nhà để sao cho nó phù hợp anh chị. Tiếp theo đó chính là gì ạ? Cái hướng đúng không ạ anh chị? Thì cái nhà vệ sinh nó cũng như là cái bếp, nó có hướng đằng sau, đằng trước các thứ ạ. Thì đầu tiên này, thì cái nhà vệ sinh của chúng ta phía trước nó không được nhìn vào bếp này. Đó, phía trước thì là ví dụ đây, cửa của nó. Và giả sử như nhà vệ sinh ở đây, thì cái cửa của nó, đó, nhìn ra cửa chính cũng là xấu đúng không anh chị? Cửa chính đi vào và lại nhìn vào cái cửa nhà vệ sinh có chán không đúng không nào? Cái cửa nhà, cái hướng nhà vệ sinh phía trước nó không được nhìn vào bếp đúng không ạ? Phòng thờ, đó, đây là phía trước này đúng không ạ? Tiếp theo này, chúng ta sẽ lưu ý này, khi mà cái nhà vệ sinh của chúng ta nó cũng không được áp vào khu vực phòng thờ. Đấy, áp vào khu vực phòng thờ các thứ đấy, trước và sau, thì là chúng ta phải tránh cái khu vực nhà vệ sinh. Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ đến với một cái tiếp theo, đó chính là vị trí giường. Đúng anh chị? Tiếp theo là giường. Ba là giường. Thì cái giường ngủ là cái nơi rất là quan trọng trong một căn nhà của chúng ta. Thì cái việc bố trí cái giường thì nó sẽ có hai cái thứ như sau. Thứ nhất là chân giường và đầu giường. Đây, chân giường và đầu giường. Đây là một bé giống như căn phòng nhá. Thì chân giường và đầu giường. Thì đầu tiên, cái giường ngủ của chúng ta ấy là nó phải dựa vào đúng không ạ? Nó phải dựa vào một cái tường. Và ở trên này nó không được có cửa sổ anh chị. Cái đầu giường của chúng ta nó không được dựa vào cửa sổ, bởi vì sao? Khi mà mình ngủ, mình không may mình mở cái cửa sổ ra anh chị, thì cái hơi lạnh ở bên ngoài nó đi vào bên trong căn nhà,
Và khi mà đây là cái anh chị nhỉ, khi mà nó thổi vào bên trong như này nó sẽ làm chúng ta lạnh đột ngột, và khi mà ngủ là cái trạng thái cơ thể của chúng ta lúc này là dễ bị tấn công và yếu nhất anh chị. Chính vì thế anh chị thấy rằng là khi mà chúng ta tập thể dục thể thao ấy, vận hết cái sức của mình ấy, mà chúng ta yếu quá, chúng ta mệt quá và gió nó thổi vào, chúng ta sẽ bị gọi là bị sao nhỉ, bị đột quỵ anh chị. Thì các cái trường hợp đấy là do gió nó xảy ra, đặc biệt các phòng tập thể thao mà chúng ta vừa rồi mới đây có một cái vụ là ở California Time City có một vụ đấy, thì anh chị lưu ý là người ta tập quá mệt như này mà gió thốc vào lúc này cái lỗ chân lông nó đã mở ra và cơ thể bị xâm nhập lạnh và là tạo ra trạng thái đột quỵ, là trạng thái đông cứng anh chị. Gió nó vào nó làm cho chúng ta bị ảnh hưởng. Thì trường hợp ngủ cũng như vậy, anh chị đã thấy những cái vụ ngủ là khi mà chúng ta ngủ dậy, sáng dậy là cái người đấy không dậy được nữa, đúng không? Đó, những trường hợp đấy rất là thương tâm. Một là do chúng ta đặt cái vị trí đầu giường của chúng ta gần với cửa sổ, và đêm chúng ta ngủ chúng ta mở cửa sổ anh chị nhá, thì hơi lạnh từ bên ngoài vào nó tấn công vào trong cơ thể, lúc này chúng ta yếu nhất và xảy ra tình trạng đột quỵ. Thứ hai là giường không được để đối diện vào cái cửa gió điều hòa. Đây là một trong những cái sai lầm rất là lớn của nhiều người trong cái thói quen sinh hoạt của chúng ta, là chúng ta để giường thẳng vào cái điều hòa. Như vậy thì anh chị, lạnh, hơi lạnh này nó sẽ vào trong cơ thể của chúng ta, làm đông các cái mạch máu của chúng ta. Trong máu của chúng ta thì có mỡ, đúng không anh chị? Và nó làm đông các cục máu đông này, các cục này, và nó tạo ra những cục máu đông cả cái mạch máu của chúng ta. Và một ngày tình cờ nó lên trên não là chúng ta, máu nó không lưu thông được, nó không cấp oxy, nó không bơm được cho não, và chúng ta bị đột quỵ, chúng ta bị co thắt cơ thể. Chính là cái yếu tố này anh chị, gọi là yếu tố gọi là hàn đấy anh chị. Ngày xưa các cụ ta trong đông y chúng ta gọi là gì, quá tự dưng họ quên, nhưng mà đại loại là anh chị hình dung là hơi lạnh nó vào trong cơ thể ấy, là nó đóng cục lại, nên là chúng ta trong mà cái này nó xảy ra không phải ngay lập tức anh chị nhá, mà nó xảy ra cứ từng chút một. Một ngày hôm nay nó đông lại một chút, ngày mai đông lại một chút, dần dần nó thành cứ những cục máu đông, và khi nó di chuyển trong cái thành mạch của chúng ta nó bị kẹt lại và nó gây tắc mạch, thì chúng ta gọi là bị đột quỵ, đúng không anh chị? Đấy chính là lý do chúng ta để dựa vào cái đầu giường là như vậy. Một là cửa sổ để trên này, hai là khi mà ngủ chúng ta không đóng cửa sổ, không đóng cửa rất là nguy hiểm. Thứ ba là phía trước chúng ta có cái điều hòa nó dội thẳng vào trong giường khi chúng ta đang ngủ. Những tình trạng này là những tình trạng rất là nguy hiểm anh chị, gây mất mạng con người luôn chứ không phải là đơn giản. Đó thì chúng ta phải hết sức lưu ý đến cái việc này. Tiếp theo, quay trở lại với câu chuyện của chúng ta, thì cái đầu giường chúng ta cũng không nên dựa vào nhà vệ sinh. Giả sử đây là nhà vệ sinh thì nó sẽ, nhà vệ sinh ấy luôn luôn có những cái dòng nước lưu chuyển và luôn luôn có những âm thanh, nó làm cho chúng ta mất ngủ, gây cho ra cho chúng ta những cái căng thẳng, ngủ không được sâu giấc và dẫn đến cái trạng thái mụ mị, không tỉnh táo. Đấy là một yếu tố rất là quan trọng anh chị lưu ý cái điều đó. Tiếp theo là giường ngủ cũng không được đặt ở những cái khu nơi mà tụ khí. Nghe tụ khí thì thường nhiều khi là tốt, nhưng mà thực tế lại đôi khi là chúng ta phải hiểu là như này. Tụ khí tức là sao? Là khí nó không có sự lưu chuyển đối lưu. Thì khi mà chúng ta ngủ thì chúng ta hít oxy và thở ra CO2, đúng không anh chị? Và CO2 thì thường nó có cái trọng lượng riêng nặng hơn, nó sẽ rơi xuống dưới mặt đất này. Khi mà chúng ta ngủ thì chúng ta ở dưới tầng này, và chúng ta có, khi mà không đối lưu như này thì nó có rất nhiều CO2 và tạo ra chúng ta cảm giác là thiếu oxy, và đêm sáng dậy chúng ta thấy rất là mệt mỏi. Thì chúng ta khi chúng ta ngủ chúng ta phải tạo ra một cái dòng đối lưu nhẹ nhàng anh chị nhá, có thể mở quạt làm cho đối lưu nhẹ nhàng, chúng ta ngủ có ngon giấc hơn, và cái phòng của chúng ta phải hé ra một chút đó, để có được, kể cả mở điều hòa luôn cũng phải hé ra một chút để nó có sự dòng đối lưu, bởi vì điều hòa nó chỉ là lấy cái khí ở bên trong phòng của mình và đi qua một cái dàn lạnh, anh chị hiểu ý không ạ, và lại quay trở lại phòng của chúng ta, và nó không có sự cấp và trao đổi cái oxy ở trong này. Thì chúng ta phải lưu ý về cái việc điều hòa cũng như là cái dòng đối lưu trong căn phòng.
để mà cái phòng của chúng ta tốt nhất. Cái thứ hai nữa ấy, tiếp theo là chúng ta cũng không nên dựa vào phòng thờ, bởi vì thực ra nó là nơi mà sinh hoạt vợ chồng chẳng hạn thì tránh nhé, còn các con nhỏ thì không sao, nhưng mà các cái phòng mà sinh hoạt vợ chồng các thứ thì không nên để bố trí gần phòng thờ, đúng không anh chị? Đầu giường không nên gần nhà vệ sinh, thì là những cái nguyên tắc sống cơ bản thôi anh chị. Cái này cái phong thủy đó, nói là phong thủy thì nó khó hiểu, nhưng mà theo như Hòa hiểu ấy, thì là cái sự bố trí, cái sắp đặt khoa học trong cái cuộc sống của chúng ta mà thôi đó. Và chúng ta làm sao cho cái cuộc sống của chúng ta nó hài hòa nhất, chứ không phải nhiều người bảo cứ phong thủy đúng là giàu, chưa chắc anh chị đó. Cái việc mà giàu có hay không, thứ nhất là nó phải dựa vào cái lòng của anh chị. Anh chị có thực sự muốn giàu không thì mới giàu chứ, anh chị phải có tìm kiếm những kỹ năng để kiếm tiền, tạo ra tiền thì mới giàu chứ. Cứ đúng phong thủy xong làm đó không làm gì hết thì làm sao giàu được, bởi vì tiền nó vận hành theo các quy tắc của tiền, đúng anh chị? Thì chúng ta sẽ không nói sâu về chủ đề đó nữa, mà chúng ta quay trở lại với cái việc này. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là cái giường ngủ của chúng ta cần như vậy. Cái thứ hai nữa là trong cái giường của chúng ta thì chúng ta không nên để cái tivi phía trước giường này ngủ, đúng không? Điện tử thì nó cũng không tốt cho cơ thể của chúng ta đấy. Điện thoại các thứ thì có thể là khi mà đi ngủ thì chúng ta sẽ để nó gọn sang một bên để nó ít ảnh hưởng đó. Thì đấy là nguyên tắc để các cái vị trí giường là mình sẽ tránh cái việc như thế, dựa lưng vào bếp. Còn yếu tố nữa là dựa lưng vào bếp, ví dụ đây là bếp, đằng sau là bếp, đằng sau nhà hàng xóm ấy, chung cư chúng ta sẽ có nhà hàng xóm, đúng không nào? Đây là bếp của nhà hàng xóm mà đầu giường chúng ta dựa vào bếp của hàng xóm cũng không tốt đấy. Thì là các yếu tố này nó sẽ liên hệ với nhau anh chị. Và một chủ đầu tư tốt là một chủ đầu tư mà họ bố trí cái không gian của các cái công năng này rất là phù hợp anh chị đó. Thế thì cuối cùng liên quan đến một cái yếu tố nữa là phòng thờ. Thế thì ở chung cư thường chúng ta sẽ không bố trí phòng thờ riêng anh chị, nên là trong cái căn hộ chung cư thì chúng ta phải lưu ý rằng là cái vị trí đặt phòng thờ không nên đặt ở dưới cái khu vực phòng ngủ đó, bởi vì thực ra là cái khu vực phòng ngủ là cái khu vực nói là sinh hoạt vợ chồng mà. Thì chúng ta gọi là không được sạch sẽ, nhưng mà sạch sẽ xong mà kép nhá anh chị. Thì chúng ta tránh những cái vị trí bẩn, hay là chúng ta để dựa vào nhà vệ sinh hay là các khu vực chức năng khác thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái yếu tố tâm linh của gia đình, đúng không anh chị? Các cụ nhà ta, các bậc tiền nhân nhà chúng ta thì chúng ta tránh những cái vị trí như thế, nó là cái cách ăn ở thôi anh chị. Ví dụ chúng ta bố trí sau này chúng ta ở cũng thế thôi, đúng không nào? Chúng ta phải bố trí phòng nó phải khoa học, đúng không nào? Để cho cuộc sống của chúng ta tốt thôi, cái đơn giản phong thủy là như thế. Chúng ta kiêng tránh những cái vị trí là như thế đấy. Thứ hai nữa là gì? Nhiều người khi mua chung cư họ thay đổi cái vị trí bếp cũng không lên. Ví dụ chúng ta thay đổi vị trí bếp vào trong khu vực phòng ngủ thì ở chung cư thì ở trên có phải là chúng ta có một cái phòng ngủ khác không? Thì có phải là bếp chúng ta đưa vào dưới nhà dưới phòng ngủ không? Như vậy là không tốt anh chị. Đó thì chúng ta phải lưu ý rằng là ở chung cư thì có thêm phía trên phía dưới, nhưng mà thường nó theo trục, nên nhiều người nặng nề về cái việc hướng quá, chúng ta thay đổi cái vị trí của bếp như thế chưa chắc nó đã tốt anh chị. Nó quan trọng nhất là cái sự bố trí hài hòa trong căn phòng. Và như video trước Hòa nói rằng là để một căn nhà tốt nó phải giữ được nội khí bên trong phòng, nội khí bên trong căn nhà. Nếu anh chị nào chưa xem cái video về nội khí, anh chị có thể xem được lại cái video về khái niệm khí và nội khí và thế nào là căn nhà để chúng ta có được một cái sự lựa chọn một căn hộ nó phù hợp nhất anh chị nhá. Và đó cũng chính là những cái phần mà Hòa chia sẻ với anh chị về các cái bố trí trong một căn hộ chung cư thế nào cho hợp lý, mang lại nhiều cái may mắn, an vui trong căn nhà của chúng ta. Cảm ơn anh chị đã dành thời gian xem hết video này. Vợ Hòa thì cũng có những cái kiến thức và nó cũng hạn chế, có phần nào mà chưa tốt thì anh chị hãy bổ sung chia sẻ thêm với Hòa để Hòa được bổ sung thêm những kiến thức của mình, cũng như là mong rằng video này sẽ giúp cho anh chị lựa chọn được những căn nhà, bố trí được những căn nhà thật là khoa học trong quá trình mà chúng ta xây dựng cũng như là lựa chọn các cái dự án bố trí cái công năng sử dụng trong cái căn nhà của mình. Xin được cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả anh chị trong những video tiếp theo.